Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin truyền nhân của Quyết Còi là ai? Đệ tử chân truyền còn cao thủ hơn cả sư phụ. Trước khi Trịnh Văn Quyết bị bắt thì ông này được xã hội xem là một doanh nhân thành đạt, đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên sau khi bị bắt và điều tra thì mới vỡ lẽ ra rằng Trịnh Văn Quyết là một siêu lừa trên thị trường chứng khoán. Ngoài hành động lùa gà úp sọt các nhà đầu tư với số vốn lên đến 500 tỷ đồng thì ông này còn nổi tiếng với chiêu trò phù phép một công ty trong hệ sinh thái FEC tăng vốn điều lệ lên gấp 3.000 lần. Trò lừa đảo chấn động của ông Trịnh Văn Quyết. Được biết, công ty cổ phần xây dựng FEC Pharos khi mới thành lập vốn chỉ có 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong vòng chưa tới 2 năm sau đó, từ năm 2014 đến năm 2016, ông Quyết đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên tới 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần của FEC Pharos. Mức vốn điều lệ được nâng khống này khoảng gấp 3.000 lần giá trị thật. Thủ tục nâng khống vốn điều lệ rồi đưa lên sàn để hốt tiền của nhà đầu tư tội nghiệp. Ông Trịnh Văn Quyết làm được thì người khác cũng làm. Đấy là ai? Theo thông tin chúng tôi có được thì có một người tên là Tuấn, chủ tịch tập đoàn có tên tiếng Anh, được dịch sang tiếng Việt là Tập đoàn Ánh Sáng Mặt Trời. Ông này cũng đang thực hiện việc nâng khống vốn điều lệ theo cách mà Trịnh Văn Quyết đã làm. Để làm được điều này, ông Tuấn đưa lên sàn 4 công ty rồi tiến hành tăng vốn ảo. Cách bơm vốn rồi vút vốn ra hoặc tăng khoản thu giống y hệt như Trịnh Văn Quyết. Ông Tuấn cho vẽ ra các hợp đồng tài chính dưới dạng vay mượn với các công ty trong hệ sinh thái của chính mình. Những công ty không lên sàn sẽ đóng vai trò kẻ lót đường, nhận các khoản vay từ những công ty đã lên sàn, mục đích để làm cho báo cáo tài chính của những công ty trên sàn đẹp đẽ nhằm đẩy giá cổ phiếu lên cao. Những chiêu của ông Quyết làm được thì người khác cũng có thể làm. Sau khi công ty được lên sàn, ông Tuấn yêu cầu một số nhân viên đứng tên mở tài khoản rồi xoay vòng cổ phiếu để đẩy giá cổ phiếu lên. Việc bán quay vòng khép kín giữa các tài khoản có kiểm soát, mục đích là tránh bán cổ phiếu ra thị trường quá nhiều nhằm thao túng giá cổ phiếu. Sau khi thao túng làm tăng giá cổ phiếu thì lấy đó làm tài sản đảm bảo các khoản vay trong ngân hàng hoặc tài sản bảo lãnh cho trái phiếu để ông chủ tập đoàn này tiếp tục hốt tiền từ hai thị trường vốn nói trên. Điều đáng nói là trái phiếu của những công ty này thuộc loại 3-0, bao gồm không có tài sản đảm bảo, không hủy ngang, không bảo lãnh thanh toán. Đây là kẽ hở lớn của thị trường trái phiếu Việt Nam đã bị rất nhiều doanh nghiệp khai thác. Họ cứ phát hành trái phiếu thu tiền, rồi đến kỳ đáo hạn trái phiếu đa số doanh nghiệp lại xin khất nợ. Có thể tóm tắt quy trình như sau: phát hành cổ phiếu, thổi giá, rồi sau đó mang cổ phiếu đi cầm, đi phát hành trái phiếu, gọi chung là huy động vốn. Tuy nhiên, vì hoạt động kinh doanh không hiệu quả nên vốn gọi bao nhiêu rồi cũng hết. Đến lúc hết tiền thì quay lại phát hành thêm cổ phiếu. Muốn phát hành thêm cổ phiếu, cách duy nhất là định giá lại công ty, tăng giá trị công ty thông qua các khoản thu. Vậy là lại vẽ thêm các khoản vay, các hợp đồng kinh tế, hợp đồng tài chính với các công ty trong hệ sinh thái của mình. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp là nơi các cao thủ chuyên lùa gà. Dịch Covid-19 ập đến, các hoạt động kinh doanh chẳng có gì nên chẳng thể vẽ ra khoản thu nào nữa. Vòng quay tăng vốn, phát hành cổ phiếu rồi mang cầm cố không thể tiếp tục được. Nên đành nghĩ ra việc lập công ty tài chính để huy động vốn với hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư. Đây lại là một hình thức lùa gà tinh vi khác. Thực chất đã có Quyết FEC thì sẽ có rất nhiều Quyết khác nổi lên. Bởi gian thương học gian manh rất nhanh và cũng bởi thị trường vốn của Việt Nam bị Đảng Cộng sản để cho quá nhiều lỗ hổng để vỗ béo những kẻ lừa đảo một cách hợp pháp. Không hiểu tại sao cho đến nay Đảng Cộng sản ở Việt Nam vẫn chưa sờ gáy ông chủ Sunshine Group, bởi theo đánh giá của các nạn nhân thì ông còn cao thủ hơn cả Trịnh Văn Quyết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin truyền nhân của Quyết Còi là ai đây? Đệ tử chân truyền còn cao thủ hơn cả sư phụ.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Tướng Tô thông minh, thả chim dễ dàng, rồi vất vả, truy bắt. Nếu căn cứ vào thành tích thì rõ ràng ông Tô Lâm, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam là người hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của Đảng giao. Chưa có bộ trưởng nào lại đích thân sang tận châu Âu để mà bắt cóc người đưa về cho ông Tổng Bí Thư để thanh trừng đối thủ lớn. Tuy nhiên, bên cạnh chiến công oanh liệt ấy thì ông Tô cũng mang về cho Việt Nam một hệ lụy rất lớn trong quan hệ ngoại giao với Đức và quốc tế. Người mà trung thành với cấp trên vô điều kiện thì người đời gọi là ngu trung. Người mà biết can gián cấp trên làm điều đúng thì mới là trung thành đúng nghĩa. Ông Tô Lâm bất chấp luật pháp quốc tế, bất chấp luật pháp của nước Đức, cho lính thực hiện vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh theo yêu cầu của cấp trên là trung thành mà thiếu trí tuệ. Nếu là thời phong kiến, ông bị liệt vào loại người ngu trung, tức trung thành ngay cả với điều sai trái. Việc bắt bà Nhàn có thể là nhiệm vụ bất khả thi của ông Tô Lâm. Ông Tô Lâm trèo đến chức Bộ trưởng Bộ Công an và là Ủy viên Bộ Chính trị thì ông cũng phải có ưu điểm nào đấy. Tuy nhiên có người nhận xét, thật ra khuyết điểm của ông Tô Lâm cũng chính là ưu điểm của ông. Bởi chế độ này cần những con người ngu trung chứ không cần những người có trí tuệ, nên ông Tô Lâm được thời. Ông Tổng Bí Thư cần những người như vậy để sai đầu đánh đó. Có như thế mới dẹp được nhiều đối thủ. Việc bất chấp luật pháp quốc tế và luật pháp nước sở tại để bắt cóc người đối với người đứng đầu đảng là công lao, không phải là tội đồ. Một tướng giỏi thì khi ra điều tra bất kỳ ai, người đấy cũng không hề hay biết. Còn khi vừa mới bắt tay vào điều tra, đã để cho chính người bị điều tra nắm được thông tin mà cao chạy xa bay, thì đấy là tướng dở. Chứ không phải là tướng giỏi gì cho cam. Làm tốt công tác bảo mật thì thông tin thì việc bắt tội phạm dễ hơn rất nhiều. Làm tốt bảo mật thì người bị điều tra luôn trong tầm tay, còn không làm tốt thì có thể người điều tra đã bị trốn thoát mất, thì dù có đổ công đổ sức ra gấp trăm lần cũng chưa chắc tóm được. Có vẻ như ông Tô Lâm không hề rút ra được bài học nào từ những lần để cho người bị điều tra nắm thông tin rồi trốn thoát mất. Ông Tô Lâm để cho 7 con chim sổ lồng rồi lại vất vả truy bắt. Chưa có thời Bộ trưởng Công an nào mà lại để đối tượng trốn thoát nhiều như thời ông Tô Lâm. Trịnh Xuân Thanh, Hồ Thị Kim Thoa, Bùi Quang Huy, Vũ Đình Duy, Nguyễn Thị Thanh Nhàn và rất nhiều người khác đều đã trốn thoát. Nguyên nhân là Tô Lâm không bảo mật được thông tin điều tra. Trong những người đã trốn thoát kể trên, chỉ duy nhất một mình Trịnh Xuân Thanh là bị bắt cóc trở lại. Còn những người kia giờ này như đang thách thức ông Tô Lâm. Một người còn non cơ khác như Đỗ Văn Sơn, cựu kế toán trưởng IC mới bị bắt. Còn lại những người già rơ như Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì làm sao ông Tô Lâm bắt cho được. Mới đây, Bộ Công an lại phải cho phát lệnh truy nã đối với 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Lại một lần nữa, ông Tô Lâm để cho chim trên tay tung cánh bay mất, rồi sau đó lại vất vả truy tìm. Những người này có nhiều tiền, có nhiều quan hệ và họ biết nếu lọt vào tay Tô Lâm thì nguy hiểm đến mức như thế nào. Bài học để chim sổ lồng, Tô Lâm học mãi vẫn chưa thuộc. Quan hệ giữa chính quyền và các nhà quản lý doanh nghiệp là một quan hệ lợi ích. Không một nhà quản lý nào không bung tiền ra để mà nuôi những thành phần trong chính quyền, đặc biệt là những vị cấp cao, để mà đổi lại sự giúp đỡ của họ. Việc các đối tượng trong các vụ án lớn nhận được tin sớm và cao chạy xa bay, nó thể hiện sự thối nát của chế độ này. Thực ra để có được những thông tin mật thì những người bị điều tra thường phải mất tiền để mà mua nó. Có lẽ ông Tô Lâm nên chỉ điều tra ngay trong cơ quan điều tra của ông để mà làm rõ, bởi những người trong cuộc làm công tác điều tra mà không nói ra thì chẳng ai mà biết được.
việc để quá nhiều chim trong tay dễ dàng bay mất, rồi vất vả tìm cách bắt lại là cách làm của người thiếu trí tuệ. Không biết vì sao ông Tổng lại dùng Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Tướng Tô Lâm thông minh, thả chim dễ dàng rồi vất vả truy bắt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.